Ok, hôm lên em. Chiều nay thì chơi thử game mới. Game này là Gun Go. Game này thì chưa ra mắt đâu. Tầm 1 ngày 5 tiếng nữa. Thì ngày mai đó. Ngày mai thêm 5 tiếng nữa thì 19 giờ 7 tối mai. Game này lúc trước thì đã có một cái bản Golugo rồi. Golugo là cái bản chơi miễn phí với tiền truyện. Chủ yếu giới thiệu game thôi. Đây là Gun Go. Một con game mà thể loại cơ chế chơi chơi là thẻ bài. Kết hợp với yếu tố là chính mà trận chiến thời gian thực, chúng hãy chiến thực thời gian thực nha, đó real time tác tích thôi. Game này thì nó nhiều thể loại tập nhầm lắm. Thứ nhất là thẻ bài, thứ hai nữa là mình giết vui, mình kết hợp rất nhiều thứ luôn, thêm cái Google Drive đồ đó. Chủ yếu là mình farm mấy lá cạc thì đúng hơn đó, chứ không phải gọi thẻ bài đó, gọi là farm bài. Phong cách đồ họa con này là rất nhiều màu nha, kết hợp mà đa thứ loại màu luôn, nhìn rất là chói mắt. Bản Golugo thì lúc trước tôi chưa có chơi, cũng chưa biết làm sao nữa, nhưng mà thấy trên này là có để game là tiếng Việt nè, đây tiếng Anh tiếng Việt rất nhiều thứ tiếng luôn. Ok, vô coi thử game nó là sao. Bật đi xin với xin gì đó ta. Cảm giác nó không được mượt cho lắm. Đây, để bật qua. Game này thì chắc không cần cái tốc độ màn hình cao đâu. Độ phân giải, độ bóng. Độ bóng là gì? À, thôi, độ bóng khó nhìn lắm. Cái này là gương màn hình, chúng phải lắc màn hình nha, dịch thực hay vậy đó, nhưng mà xài vẫn xài tiếng Việt của mình đi, chấp nhận được. Đây là kiếm thủ 50 máu, sát thương là 3 đến 5. Xin chào, ai nói chuyện với mình đây? Cái nấm à, bộ bài nguyên của chạy thẳng về phía trước là thật là thiệt, nhưng mà biết điều gì thậm chí còn tuyệt vời hơn không, ví dụ là kẻ giết người máu lạnh. Trận chiến diễn ra tự động nên không cần quá lo lắng về chúng. À đây, cái thanh này là mình đánh dạng như là kinh đao chiêu vậy đó. Mình được chọn 3 lá bài. Thật thiệt là bộ bài của nó rơi ra một số lá, mình có thể chọn trong số chúng. Nếu cảm thấy giết kẻ thù chưa đủ thì chắc lấy cái là 6 giáp 4 công. Ok, giờ cho mình farm bài thôi, giáp trước. À, nó cho mình đóng lá bài nữa nè, sử dụng bao nhiêu tùy thích. Con này máu mèo hết đó chứ, nhìn cái mặt nó nè. Rồi, cái đó là cái tập luyện mà, tiếp tục 3 lá. Nón hả? Nón là đánh đi cái nón hả? Cái này là đâu phải cái nón đâu, cái này giống như là cái cục chặn ở ngoài lưu thông giao thông á. Hiện vật hồi phục 20% máu tối đa sau khi chiến đấu, sức khỏe của mình đã tăng lên rồi, có hồi phục hả? Và nhờ cái vật phẩm cái đầu của mỗi anh hùng, tức là mỗi nhân vật có một lát thì một lát nó sẽ có cái vật phẩm này khác nhau, cái này dạng như di vật hơn là hiện vật. Rồi, biết ơn nó, ok. Thank you. Ông trùm, mở ông gơ. Con gấu bông á. Gây thương tích cho bạn, nếu bạn chơi một lá bài, bỏ cuộc sau 5 giây. Vậy tất cả thông số của nó, ok. Con này thì nó di chuyển cửa sổ đi rồi, nó không có che màn hình nữa. Nếu thích thì kéo chỗ chuột vô bên phải. Đâu, gấu bông đâu, ra đây. Thôi rồi, quên nó, cái nhiệm vụ của nó là mỗi lần chơi lá bài gây sát thương. Rồi, ok. Farm hơi nhanh tí. Đây là hiệp sĩ. Mặc áo mà mặc quần có ba. Đó là tôi. Dừng thời gian lần nữa chỉ vì tôi có thể muốn thấy điều đó siêu ngầu. Nhấn vào đây.
chuẩn bị chỉ với một tiền thật là rẻ mạt. Tiền mình có một à, chúc mừng bạn đã sẵn sàng để ám sát rồi, tạm biệt. GMB là gì? Chơi bài với cái phím số mà nó cũng ăn mình 200 vàng. Xếp bài với nhau nó ăn còn 50 nữa. Ôi quái thiệt. Đây là mấy cái quét mà. Nếu như mình làm mấy quét này xong thì cho mình tiền. Ừ, còn hơn con game logic cây bạc gì hồi đó nó bắt unlock mà chức năng xếp game bằng cái DLC á. Ở đây là các lá bài, đây là cái hiện vật, mình với con gái thôi. Bữa nãy mình mua cái hình như 40% á. Rồi giờ làm cái gì? Tiếp. Cái tutorial là nãy, bây giờ là mình đang trong rừng ngồi nấu cây rừng á, giờ chắc sang cái địa. Thì sẽ chết xung quanh, bạn sẽ không thấy hy vọng mình không thấy mà một trong số chúng. Đây, không? Là bài gì đây? Áp dụng để đánh dấu hả? Đánh dấu thì được cái gì ta? Cái này là hình meme nè, anh em nhìn biết không? Hai cái mặt cười hú ra để nè. Đây, đây, cái trang bị nãy mình mua nè. Trang bị giống như lá bài. Nhưng nó sẽ ở trên mình đến cuối cấp. Cuối cấp là cuối level á, level là cái màn chơi á, do cái hiệu ứng dịch thuật nó dịch sạch thôi, tức là mình lấy cái này thì nó theo mình đến hết màn luôn, mang lại hiệu ứng dung chuyển không giống như lá bài. Tự nhiên phải lấy nó rồi, lấy hai cái luôn. Tôi vẫn nghĩ là lấy công đi, ban đầu chưa cần giáp đâu. Ủa, hình như mình chỉ được cầm một cái vũ khí thôi. Tôi xong tôi rồi. Nó boost cho mình một tí. Có cái mũ rồi, mỗi loại mình lấy một cái thôi. Nãy tôi chọn hai cái vũ khí là quá to rồi. Chuyện ngu cái vũ khí kia 20% nó hơn biết nhiêu. Cho lên được 70 máu này ta, hình như là do cái nón không à, lên được 20 máu. Chút giáp nha, hết bài rồi. Bây giờ bị đánh cái nữa kệ không sao, phát dao mình hồi máu. Chọn hiện vật hồi, mỗi phát đánh thì hồi 3 máu nhưng mà mình có 35 máu thôi. Không, tôi nghĩ cái này vẫn ngon hơn. Lấy 20 máu, thôi lấy giáp đi. Tại vì cái kia mình giảm 50% máu rồi. Tấn công cho giáp trong vòng 4 giây được á. Tại máu mình rất ít nha. Mình có hai lá gì nè, tôi chưa gần xài đâu. Còn này đứng hơi đau quá nè, tổng qua được nhẹ nhàng luôn, chả mất tí máu nè. Giúp khôn hả, giúp chôn là sao, giúp khai thác là sao. Đào đừng coi, nó bỏ là cái sản, mình có 20% là mình coi làm chón cái thù. Được, được, mình đang có chỉ số giáp rất là cao nè. Cái đánh dấu thì tôi không biết nó là cái gì. À, mục tiêu nhận 25% sát thương.
Cái bờ xếp rồi, cái bờ xếp rồi. Chọn này à. Cái gì đây? Tăng tấn công trong vòng 4 giây. Làm sao? Lá bờ xếp làm sao ta? Hai giáp đúng không? Chết nè. Quá. Thì cái bộ bài này combo là kết hợp hơi bị mệt đó nha. Đánh nhanh hơn đi. Tấn công sẽ cho mình giáp. Rồi gây sát thương bằng cái giáp đâu. Rồi. Ủa sao vậy là cho anh chùm đó à? Ngon. Thay được cái nón cùi này. Cung cấp giáp. Nếu kẻ thù bị đánh dấu sẽ tăng gấp đôi. Giết thay giáp. Không có lá bài đánh dấu nữa hết. Gấp đôi giáp rồi. Tốn mẻ nó đi. Chứ lỗi chỗ này lỗi phong rồi. Gấp đôi sát thương sau mỗi lần tấn công. 2 giây nó đánh đi thai lên hả? 80 lên 160. Bạn nha. Tôi phải tính cái lượng bài đó từ từ đó. Không thể farm tầm 7 tầm 3 được. Đây, coi kỹ. Cái này đi với đánh dấu thì không ngon. Nhưng bắt buộc phải chọn này, chọn hai lá được không? Không được, nó bắt buộc mình phải chọn ba lá. Đánh nhanh đấy. Đánh dấu nữa chưa? Hai lá đánh dấu rồi phải đi chung với nhau nè. Gì chưa gì nên đánh lên cương quỷ rồi. 10 máu. 10 đam, 20 đam. 30 đam. Vậy thì nếu như mình có là giáp thì mình trụ được 6 giây. 9 giây á. Đánh dấu thì mục tiêu mất 50% máu. Mình đang ở tầng mấy? Bùi vô cái bộ bài đánh dấu thôi. Tấn công nhiều quá cũng không tốt. Mới có tầng 2 à. Con này có 1 đam mà không nên phí bài làm gì.
tổ chức tiệc trà, Diêm Vương cho mình một số quyền lực của ổng. Tăng tốc độ tấn công 40% ngon á, nhưng mà làm chậm địch thì 30% cũng ngon á. Lấy đi. Mình đánh nhanh, mình kết hợp với cái lá này rất là ngon. Cái lá tấn công cho giáp á, tăng 10 máu. Đánh dấu. Còn cái này là đôi giày phải không ta? Đã chết, gấp đôi sát thương cho mỗi lần tấn công. 150. Ủa quên, xài lộn tấm đít thai giáp trước rồi. Lũ đảng, bấm lộn cái chết luôn. Còn làm được cái gì nữa không? 10 thiên. Trời, nâng cấp 4 lần. Mấy cái chức năng này thì quan trọng rồi lại mắc quá. Chưa quen cho lắm. Cung cấp giáp với đánh dấu thôi. Trời, nó kịp đánh mình cái nữa chứ. Đang hoạt động mình làm gì? Nâng cấp nó. Ngoài cùng bên phải với ngoài cùng bên trái, đồ lừa đảo. Game này không có dừng được nha. Lấy hai lá đánh dấu luôn, vui cái bộ bài đánh dấu luôn. Con này chưa phải boss, nó có một máu một công rồi, kệ nó đi. Đây boss, đây quỷ trên tháp còn đánh dấu không vậy? Trăm chí mạng. Sang mới sang được cái tầng 2 là vất vả vậy. Tôi tưởng con game này farm bay bạ được. Ủa thì giờ sống lại hay gì? Sống lại là sao? Có ít tiền được thêm tí về. Cái lá này dùng liên tục, farm liên tục. Rồi, cái lá farm liên tục rồi.
còn nữa tới boss. Đánh dấu, đánh dấu. Lá này thì ngon hơn. Chết rồi, mất team lá bài luôn rồi. Còn ông chùm, chùm heo đó hả? Giày này thì tăng lên được hai giáp cũng được. Chết rồi, không có giáp. Game khó vãi nha. Không thấy đùa được à. Còn đầu tiên 30 đam, 10 giây nó đánh lần. Lẽ nó đánh giờ. Rồi, lên. Không chơi được đánh dấu rồi chơi bộ giáp thôi. Hai đá này đều tăng tốc độ tấn công hả ta? Tập trung vào giáp là tấn công thôi. Mấy cái lá sáu giáp đó khá là vùi, chắc nên farm đi. Thực ra lá bên này giống như bên kia, nâng cấp lắm. Đó, ngoài cùng bên phải giống như ngoài cùng bên trái. Lấy cái kiếm trước, giáp và giáp. Phải đi với cái lá đánh dấu nữa. Kệ, đỡ hơn cái lá đánh dấu không. Cây mũ cái lá này mỗi lần mình chơi thì nó nâng được cái tí giáp rồi, nên sao farm liên tục đấy. Đây. Bui giáp mà bui cái này nữa thì hơi bị nguy hiểm, mất 50% máu lận rồi còn có 30 á. Giáp không có giáp mà có ít hai giáp không à, sao không chơi ta. Chi mạng hả? À? Chi mạng thì được nhiêu đâu? Sết lấy 12 giáp. 12 giáp còn nâng cấp sau mỗi lần chơi nữa. Chở bù cái lá của bắp này. Lá này đến boss xong rồi farm lá này tới lá này. Được, chào nó khốn nạn, được thêm lần hồi sinh cũng được. Lấy đôi giày bao như ta
rồi lấy máu vẫn ngon hơn. Giờ farm đá này trước nè, tới lá giáp nè, tới đánh dấu nó ít hai giáp nè. Giáp chịu không nổi à, lũ đáng con game chơi nhau khó vậy. Con boss thứ hai đánh còn không được, nó gì con boss thứ ba. Để trốn kẻ thù 2 giây cho mình suy nghĩ bài đấy. Muốn đánh là nó mỗi lần mạnh hơn. Chưa có khi kiếm nữa trời. Đánh dấu, thiết thai đánh dấu. Tấn công và đưa ra tấn công. Đủ anh đánh dấu, thiết thai đánh dấu. Chém nó lấy giáp. Sao tôi nó áp dụng đánh dấu cho tấn công và gây sát thương tương đương với đòn tấn công của anh hùng. Rồi cái nón 30 máu. Từ từ suy nghĩ bôi bàn cái. Sao quỷ này đánh hoài nó không chết vậy? Bây giờ đưa cái lá này ra, cái lá này tập đánh phát đi. Hai mươi lăm phần trăm cơ hội đỡ đòn cũng được, ngon hơn cái hồi sinh. Đánh dấu nó, đánh dấu nó, thằng tóc đánh lên, lấy ra giáp. Chưa có giày nên lấy giày. Tấn công cho giáp trong vòng 4 giây. Giáp này tốc độ tấn công này, dần đôi giáp luôn. Bất tử đây lũ đạn đó, biết gì xài lá chó này. Ủa nó đến chó mình hả vậy? Thank you.
con game này tốc độ nó nhanh quá, không có thể suy nghĩ lên chiến thuật được. Nhiều khi lên rồi mà bóc thêm mấy lá bài cái đồ là gói liền. Kịch bản với nó. Cái nón mình nón xanh này, nón đồng. Còn lá đánh dấu còn gì. Bóng chùm còn đánh với trả dấu. Trời nó ngoài hồi sinh đây nữa kìa. Giờ mới có cái vũ khí nè. Chấm hỏi là sự kiện à. Chôn nó thử anh. Chó nhông làm dây. Tốc độ tấn công, đánh dấu, quá nhiều bài đó. Nhiều bài quá. Nếu không thắng thì sẽ chết, không thắng thì đương nhiên thua rồi. Bạn đã đánh dấu rồi, đây. Đã đánh dấu đây, rồi tám bài. Không có suy nghĩ gì nữa hết. Rồi ok qua màn rồi. Tầng sau tầng cuối rồi, thấy cái đó cũng ngon. Còn đánh với trả dấu. Chỉ cần biết lá nào lên ra đầu tiên thôi, còn lại thì cứ farm bập vô. Để giúp chôn bị nó đập u đầu rồi. Tự vậy màu đỏ 12 giáp cũng được. Tấn công cho giáp. Kê chó. Ok. Rồi, phạm hai lá tấn công. Đóng đá tấn công luôn. Rồi đây, từ từ nha. Bây giờ mình farm tấn công. Xong rồi farm giáp liên tục luôn. 2 lên.
quá nhiều bài rồi. Một ngàn giáp lũ đạn á, chiến thuật sâu phạm đến chết chứ chả còn suy nghĩ cái gì nữa. Rồi giờ nhẹ nhàng thoải mái rồi, hồi nãy tính toán nhiều quá. Nó sống gì hoài vậy ta? Nữa hả? Ủa sao nó không bị đánh dấu? Hồi win rồi. Rồi rồi con game. Tiếp. Cái gì? Dồn 100 tiêu phóng xạ là sao? 5 vật phẩm thu nhập cho một người chơi nè. 30 mức tổ phóng xạ trong giấc, chả hiểu. Giờ mình mới được mà xếp bài nè. Rồi xong rồi chơi bài với số. Game này mà anh em nào IQ cao thì mới chơi nổi. Đục đục như tôi thì 3 lần mới qua được con đầu tiên. Cống rãnh mà sóng sánh như đại dương. Rồi tiếp bị đó. Siêu năng lực người nhện hay là Batman? Batman đi, đi người nhện đi. Batman chắc chỉ có tiền thôi. Bức xạ hả? Máu không hồi đủ luôn. Bức xạ là cái quái gì? 13 luôn hay kìa. Nghỉ 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 nghỉ. Trắng nhanh hơn. Game này nó ép tình phải thao tác cực kỳ nhanh rồi. Ủa nó chết hả? Được đôi giày. Chọn lẹ nó dịch đam chết bây giờ. Thôi lấy giáp đi, lấy giáp đi. Cái lá nó giấu đâu rồi? Ôi không có thời gian suy nghĩ nữa. Nhanh 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 nhanh. Còn thêm mấy máu à. Có hải sàn thôi. U não, u cơ, u tim gì mẹ ơi. Mẹ ơi. Rồi hẹo mẹ này. Dồn trăm tiêu phóng xạ
lại thôi. Phóng xạ nhiều thì nó có làm sao ta? Đánh dấu, đánh dấu. Rồi chuột hơi bị double lít đây. Chọn người nhận cho anh ta đóng bứa xạ luôn. Bắt buộc phải lấy máu, lấy giáp cũng được. Giữ máu mới được, không thấy là xê xích. Rồi méo có gì trong tay luôn. Đây đánh dấu xong bật bơ sết rồi. Tôi nó, kém nó. Từ từ xếp bạn nha, xếp bạn cái. Còn 30 máu rồi trời. Chọn đi, không có suy nghĩ nữa. Trời ơi nó giật kìa. Thời gian đâu để suy nghĩ ba cái này. Chụp rồi 40 máu. Tôi không biết gì cả. Còn chả hiểu gì luôn. Tất cả là quá nhanh trong một chiếc quyết định trong vòng chỉ về vài giây thôi. Bây giờ đó nó còn việc gì giật máu nữa cơ. Một vài giây đưa ra hàng trăm quyết định gì đó. Suy nghĩ gì đó. Ở này là Hunter nè. Tìm anh ta trong khu vực. Làm sao để tìm? Nãy giờ chưa được chọn bài luôn. Bây giờ phân loại bàn cho nó.
Giáp 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 thì ít tay giáp. Ủa sao nó không tấn công mình luôn hả? Cái hộp đánh dấu nào, tấn công là đánh dấu nào, tốc độ luôn. Ủa quên đi thay giáp. Ủa đánh dấu là nó sẽ tắt với nhau nó hả? Vậy là đánh dấu không phải là kéo dài đến cuối nhau. Phí mười mấy giáp rồi, tôi tưởng nó đánh 30 mà nó đánh không kịp. Mười hai giáp với thai là 24 giáp. Ta lai á, ta lai đi lũ đảng đó, cho diễm cho nó đóng này. Ủa còn cái gì mà sao nó vậy? Đó bây giờ mới boss nè. Chuột bị double lít rồi. Hồi nãy là tôi bỏ vào cái map rừng, tôi đi vô cái map ống cống luôn nên thành ra nó khó vãi nha. Ủa thì sao không tìm được nó hả? Không tìm được này rồi. Vô thị trấn thôi. Nên học hợp lý là bí thuật tiên gia. Chọn mục tiêu của mình, nhấp chuột vào những kẻ yếu đuối và xem điều gì xảy ra. À mình có thể đánh ra ngoài sau lưng, tức là sau này gặp nhiều kẻ thù á. Đọc nó đọc là sao đó. Một số con cừu giống giống như những tín đồ trong con hẻm. Đánh cắp một con cừu. Triệu hồi một con cừu là sao?
Watch. Tăng thêm được hai giáp cũng được. Đánh dấu đi, đánh dấu tới luôn. Vũ khí đây. Giáp trong 5 giây. Không có đá đánh dấu nào ta. Thôi to rồi, chặt phải rồi. Cố lên cua ấy. Rồi, vàng chưa có tác dụng gì đâu. Nó chỉ đánh được một cái rồi, không có tác dụng gì. Có con cù này đúng ngon á. Đam nó còn cao hơn mình nữa, mình có 3-5 rồi. Cái này nó đánh một bọt thì cái này ngon. Nhưng mà đánh số đông thì tôi nghĩ thì kiếm nó vẫn ngon. Thêm con cù nữa không? Rồi chỉ có một con thôi. Đứa gì đi vô ngũ hành này không chừng có được cái bút gì đó. Đấy, hai con cù nữa. Hai đá này nó sẽ đi chung với nhau. Rồi, cúp cái 20 ra. X2 cơ sớt. Áp dụng mỗi đánh dấu rồi phạm bài. Ây, da da. Không có giáp. Giáp X2, X2 vậy mà cuối cùng vẫn thua. Cái gì đây? Lá bài chất độc hả? Vậy. Chết 20 lần. Thời gian đạn trên gai mau quyết tôn là sao ta? Thế giới này đã chết nhưng chủ nghĩa tư bản vẫn còn sống. À, giờ mới được cái suy nghĩ này. Lũ đạn con game làm mình không có thời gian suy nghĩ gì hết.
một con cù trước. Còn hồi nó đi vô ngũ hành trận coi nó làm sao. Cái chó 2 giây này để dành. Tấn công kẻ thù phải đánh dấu, sau này đấm nó 2 lần. Lấy 5 giáp vẫn ngon hơn, đánh dấu đây. Đáng lẽ đánh con sao này trước mới đúng. Chó nó, không phải là mình chết á. Rồi, mới nói xong. Chết 20 lần. Cái chảo. Dấu đánh dấu. Máu gì vậy ta? Đi vào trung tâm ngũ hành. Ba con cừu chịu hồi ở hai bên mỗi trận chiến. Nhưng mà nãy giờ mình cứ chọn ba kia không à. Bên nó cũng 3 con nữa. Máu đi. Nãy lỡ tay farm hết tài.
Giờ ấp đầu gà. Lũ đảng gì thế nào? Chết 2 lần. Từ từ. Còn đánh với trả dấu. Hình như nó ăn trộm tiền tôi thấy vậy, mỗi lần đánh là thấy hụt tiền. Rồi 3 trận chiến rồi, 1 2 3 nguyên chục cũng được. Bút né tránh thấy không hiệu quả cho lắm. Chọn để hồi đập đầu boss. Yêu tinh bóng nhỏ, yêu tinh nóng bỏng. Đỡ đòn cái này chả hiểu cho lắm, thử lấy cái này á. Lấy giáp đi, lấy giáp vẫn ngon hơn. Có cái này nữa cái gì? Đủ máu phết nha. Đây. Bây giờ đưa thẻ cho nó và chạy. Ai nó bay mất đấy. Rồi, mất cái lá cũng giáp cho tôi rồi.
Từ 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 từ, mấy này nguy hiểm lắm đó. Đầu tiên mình ra đá bơi sớt, xong rồi farm theo thứ tự từ phải qua trái. Đó, chiến thuật quăng tất cả đá bài vô mặt. Ai sức binh rồi, vui tiền rồi, còn gì nữa không? Ủa, tiền xài được bên đây nữa hả? Rồi ơi, nãy giờ không có bấm qua cái thẻ bên đây luôn, hèn gì yếu như con sơn đi á. Rồi ơi, đúng là chơi game theo cái kiểu mà không đọc đầy đủ nữa, tự làm khó chính mình. Hàng gì nó báo cái này màu đỏ hoài. Khốn nạn, thân đôi đi mua mấy cái này làm cái gì. Tiếp ngay nữa nghỉ. Đi nhà thờ hay là đi ngục tối? Nhà thờ đi. Báo nhiều quá không ổn rồi. Cái méo gì đây? Là mình tiếc cái bài tấn công nãy giờ. Mỗi 5 giây không ngon cho lắm, mỗi 5 giây đâu. Linh mục gigabyte à. Bây giờ đánh dấu nó xong bằng cái lá giáp này à. Ok. Cái gì? Đến phục không dữ ông? Là sao? Sao tự nhiên lên đến phục không vậy? Chết tôi rồi. Bị bớt à? Hay là cái kiểu nó sao mà tôi không đọc được? Hồi chiến sinh luôn rồi. Rồi cái xét thương của mình về không?
Vậy làm sao đánh được nó ta? Nãy giờ mình xài đồ cùi không rồi đi đánh người ta. Thôi hôm nay mình ra đây, game này rất là đáng chơi nha. Còn game được làm bởi có hai người à? À không, hai ba người, hai người thôi, còn lại mấy cái kia là những người thử nghiệm. Muốn làm game đỉnh giờ về em với mà vô mông kỹ thuật màn hình thì có thêm sự giúp đỡ của laptop và input, ngoài ra thì âm nhạc là dây khu này nhà phát hành. Vậy mà hỗ trợ một đống ngôn ngữ luôn nha, nhất là mấy cái thẻ bài là rất nhiều ngôn ngữ luôn. Game rất là đáng chơi, rất là nhiều ngôn ngữ người lựa chọn đó chứ, dịch thì cũng hơi thô tí mà vẫn đọc hiểu được. Bye bye anh em.